Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu giày slip on từ form giày nhựa, giày mũ và có đính trang trí hoa như thế này. Form này lên giày rất là cứng cáp và đi không có bị đau bí cái phần đầu con chân này của mình, tại vì nó có độ bo nhiều hơn là cái giày gót nhọn nhá. Thì ở đây nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị sẽ là một cái bộ form giày như thế này. Cái loại này thì rất là dày và chắc chắn này, tuy nhiên thì móc nó hơi đau tay một chút. Đế này chắc khoảng 2 phân. Ở đây thì mình sẽ móc size 39 và mình sẽ sử dụng sợi để móc phần thân, sẽ là sợi dệt ống màu đỏ đô 2 mm. Và để móc cái phần bông hoa này thì mình sẽ cần chuẩn bị 4 cái màu sợi dù theo tông màu từ đậm cho tới nhạt. Đây. Thì tùy các bạn, có thể móc bằng sợi cô tông Việt Nam cũng được, hoặc là các bạn có thể trang trí đính hạt, hoặc là mình theo hoa, hoặc là không cần, các bạn không cần trang trí gì cũng được. Một ít hạt vòng này để mình làm nhị này, và cước để mình đính hạt. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 2 kim móc, một kim móc nhỏ để mình móc cái hàng đầu tiên xuyên qua cái phần thân của cái form giày, và cái kim móc thứ hai, à không, kim móc thứ hai thì các bạn có thể móc cái đầu ngược, đầu còn lại. Đây là 2 này, đây hình như đây là 2 và đây là 2.5. Cái phần sai kim thì mình cũng không nhớ chính xác. Nói chung là móc sợi dệt, các bạn cảm thấy móc cái đầu kim nào nó ok thì các bạn sẽ sử dụng nha. Còn sợi dù thì mình sẽ, sợi dù để móc hoa thì mình sẽ sử dụng cây kim Hamanaka đầu số 6. Đầu số 6 chắc là 1 quá, 1mm quá. Hoặc là đầu số 4. Thì đấy là những cái cây kim móc mà mình sẽ chuẩn bị. Kim đánh dấu này. Và quan trọng là hộp quẹt. Thì trước khi móc chúng ta sẽ đốt cái phần đầu sợi này để nó không có bị tưa sợi trong quá trình mà chúng ta móc. Kim khâu. Và kéo để cắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chúng ta thực hiện nhé. Để móc một chiếc giày và điểm bắt đầu á, thì mình nên móc ở cái mặt phía bên trong này. Đây, như cái dép bên trái này thì mình sẽ móc phía bên trong này. Thì cái phần nối kết hàng đấy, nó ở phía bên trong, thì khi mình đi vào bên trong thì nó sẽ không có lộ cái phần khuyết điểm này ra phía bên ngoài. Thì các bạn lưu ý là điểm bắt đầu của mình sẽ luôn là mặt bên trong nhé. Và ở đây cái phần thân này nó có những cái họa tiết này, nó có sẵn lỗ rồi này. Thì các bạn sẽ móc dựa theo cái phần lỗ này nha, để chúng ta không phải đục lỗ. Các bạn sẽ đâm kim, sử dụng cái kim móc nhỏ, đầu nhỏ này chắc là 1, 2 gì đó, 2mm. Nói chung là mình sử dụng cái đầu kim làm sao mà mình đâm qua cái lỗ này dễ dàng, và nó đi cái phần sợi dệt này, nó không có chọc vào cái phần sợi. Đâm kim từ trên xuống. Ở đây thì chúng ta sẽ, hàng đầu tiên chúng ta sẽ móc mũi trượt, các bạn sẽ đâm
kéo sợi qua. Cái phần sợi đầu tiên này thì chúng ta sẽ chừa lại để tới khúc cuối chúng ta cột với cái mũi cuối cùng nhé. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào cái lỗ tiếp theo. Nói chung là tùy theo cái form dày cái hàm đầu tiên này, các bạn sẽ đâm hoặc đâm lỗ, hoặc là các bạn sẽ sử dụng cái dùi để chúng ta móc một hàng mũi trượt như thế này cho mình. Cứ chúng ta cứ dựa vào cái mũi, cái lỗ mà trên cái form dày nó có sẵn ấy, sau đó chúng ta sẽ móc hàng mũi trượt cho tới cuối hàng. Đó, cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng cho mình. Các bạn cứ móc như vậy cho tới cuối hàng cho mình. Tới cái phần đầu mũi dày này thì chúng ta sẽ luồn. Nói chung là cầm cái dây này căng xong rồi luồn cái đầu kim này. Lựa. Quay quay cái đầu kim đi và chúng ta kéo sợi qua thôi. Nói chung là cũng dễ thực hiện lắm. Không có khó gì cả. Đó. Chúng ta cứ đâm kim vô rồi mình sẽ lựa lựa chiều để mình kéo được cái phần sợi bên phía trên. Đó. Cứ tương tự như vậy. Các bạn sẽ móc cho tới hoàn thiện và kết thúc ở đây nhé. Tới những mũi cuối cùng. Các bạn sẽ cắt cho mình một thừa một đoạn. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi dây ở phía dưới này lên. Cột hai cái sợi dây này lại, cột cho thật chắc chắn. Mình đốt cái phần đầu sợi này. Bây giờ chúng ta sẽ đi, chúng ta móc cái phần thân của chiếc giày này. Và hàng đầu tiên các bạn sẽ móc đổi đầu kim to hơn này, móc cho mình một hàng mũi đơn. Đâm kim từ dưới lên, kéo sợi qua. Hoặc là để cho dễ hơn thì các bạn có thể làm một mũi bính, sau đó các bạn móc, còn mình quen rồi thì mình không cần. Đặt cái sợi này lên trên kim và móc một mũi bính. Sau đó mỗi một cái phần mũi trượt ở hàng đầu tiên đó, các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Ở cái phần nào mà mũi trượt nó dài thì các bạn sẽ móc vào đó cho mình là hai mũi đơn. Đây, ví dụ cái phần này nó dài này, các bạn sẽ móc vào đây là hai mũi đơn. Vừa móc các bạn sẽ vừa giấu cái phần sợi dây thừa này kèm theo. Ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái dây thừa này, thì mình sẽ chia ra mỗi một hàng chúng ta sẽ giấu một đoạn. Một đoạn dây thừa này thì nó sẽ không có bị cộm cái chiếc giày của mình nhé. Hướng dẫn nó không có điểm tựa, móc nó hơi khó. Các bạn móc rồi các bạn nên tì nó vào đầu gối hoặc là tì vào bụng á, thì mình thao tác nó sẽ dễ hơn. Còn đây mình để trên bàn, mình vừa quay mình vừa thực hiện nên nó hơi khó. Một chiếc giày mà vừa quay vừa móc thì nó sẽ mất thời gian hơn là một chiếc giày móc một lèo. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho mình nha. Móc vòng như vậy. Cho tới cuối hàng thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn móc vào cái phần gót này để cho nó được bo tròn. Bo tròn cái gót như thế này nhé. Tới cái phần gót này, để cho cái gót của chúng ta được bo tròn thì các bạn sẽ móc ở cái phần bên hai bên cạnh này, mỗi bên là hai mũi. Và móc phần giữa này, ba mũi này sẽ liên tiếp, là mỗi cái mũi trượt này sẽ là hai mũi cho mình, sẽ là 6 nhé.
Thì tùy theo cái phần móc của các bạn, cái mũi trượt này nó dài hay nó nó to hay nó nhỏ đấy, thì các bạn sẽ canh, các bạn điều chỉnh móc làm sao cho cái phần gót của chúng ta nó được bo tròn. Rồi móc xong hai mũi thì chúng ta lại móc một mũi như bình thường. Nó cũng hơi khó cầm và hơi khó quan sát cho các bạn. Bây giờ sẽ còn 3 mũi ở gót này, 1, 2, 3, các bạn sẽ móc mỗi một cái phần mũi trượt này, sẽ là hai mũi cho mình, hai mũi đơn cho mình, để cái phần gót của chúng ta nó được bo tròn. Qua mũi thứ hai cũng hai này, mũi thứ ba cũng là hai. Sau đó lại móc bình thường. Và tới cái phần bo góc bên đây, các bạn lại cũng móc vào đây cho mình hai mũi đơn để cái phần gót của mình nó được bo tròn. Rồi sau đó chúng ta lại móc bình thường cho tới kết thúc hàng nhé. Và tới cuối hàng, các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt và đặt luôn cái sợi thừa này lên trên, móc một mũi trượt, sau đó lên một mũi bính. Và các bạn quay ngược trở lại thì móc cái chiếc dép này, thì quy tắc của mình sẽ là móc quay hàng nha, để mình được cái họa tiết nó sẽ thống nhất như thế này, nó sẽ giống nhau ở cả cái phần đầu mũi và cái phần thân của chiếc giày. Chứ các bạn không móc vòng tròn, sau bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi một chân móc sẽ là một mũi đơn cho tới hết hàng. Các bạn móc quay ngược trở lại vòng xung quanh và kết hàng ở đây nha. Tới cuối hàng, chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng số 2. Sau đó mình sẽ lên một mũi bính và quay ngược trở lại. Tương tự như vậy, các bạn lại móc cho mình một hàng mũi đơn cho tới cuối hàng, sau đó mình lại quay ngược trở lại là mình sẽ móc tất cả là 4 hàng mũi đơn nhé. Hoặc là các bạn móc xong các bạn sẽ ướm, lật lên các bạn ướm mà nó sẽ phủ hết cái đường viền này, thì là mình đã móc xong cái xung quanh cái phần thân và mình sẽ đi móc cái phần mũi của chiếc giày nha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 4 hàng, 1, 2, 3, 4, 4 hàng mũi đơn cho mình. Sau đó mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Tới hàng số 4, mũi cuối cùng, móc xong chúng ta sẽ móc mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng số 3, sau đó lên một mũi bính. Thì đây, sau khi móc xong hàng số 4, chúng ta sẽ lật cái phần miếng móc của chúng ta lên. Đó, nó vừa mới cái thành viền này của cái chiếc giày. Chúng ta sẽ cắt sợi và đốt luôn hai cái phần đầu sợi này nha. Bây giờ mình sẽ đi mình móc cái phần thân mũi của chiếc giày, thì các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Và quay ngược trở lại móc cho mình 5 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Được 5 mũi đơn, lên một mũi bính rồi quay ngược trở lại, móc luôn vào cái chân móc đầu tiên, vừa lên bính nữa một mũi đơn, sau đó lại móc mỗi một chân móc một mũi đơn. Và chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi đơn, là mình vừa tăng một mũi
ở cuối hàng. Tương tự lên một bính quay ngược trở lại, móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Sau đó tương tự mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Và tới mũi cuối cùng chúng ta lại móc vào đây là hai mũi đơn chung một chân. Sau đó lại lên một bính, quay ngược trở lại móc vào chân móc đầu tiên. Thì cái quy tắc của chúng ta là chúng ta sẽ tăng mũi ở mũi cuối cùng của mỗi hàng. Mũi cuối cùng đây các bạn sẽ móc vào đây hai mũi đơn, 1 2. Đây sẽ là cái phần mũi dày này. Tiếp theo lên một bính, quay ngược trở lại, móc một mũi đơn vào đầu hàng, rồi lại mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Tới cuối hàng mũi cuối cùng các bạn lại móc vào đây cho mình là hai mũi đơn. Rồi lại lên một bính, quay ngược trở lại và móc vào chân móc rồi lên bính này một mũi đơn. Sau đó lại móc cho tới cuối hàng, móc hai mũi đơn vào mũi cuối cùng. Chân mũi cuối cùng móc hai mũi đơn. Thì trong quá trình móc các bạn cứ vừa móc các bạn vừa ướm thử vào cái phần mũi dày này. Tại vì hàng cuối chúng ta sẽ còn móc một hàng viền nữa nên các bạn sẽ để một đoạn hở như thế này nha. Để chúng ta móc hàng viền, sau đó chúng ta sẽ kéo căng, chúng ta ráp vào đây thì cái chiếc giày của mình nó sẽ đẹp hơn. Chứ các bạn đừng có móc tay mà nó kéo sát ra tới đây thì khi mà các bạn ráp thì cái mũi của mình nó sẽ bị đùng lên, nó sẽ không có đẹp. Thì mình sẽ móc, mình chừa ra một khoảng cách để mình móc một hàng viền, sau đó mình ráp, mình kéo căng ra thì cái đầu mũi dày của mình nó sẽ căng đẹp hơn. Mũi cuối cùng các bạn lại móc vào đây là hai mũi đơn. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ tăng theo cái quy tắc mà mình hướng dẫn. Đầu hàng thì sẽ móc một mũi vào chân móc đầu tiên, cuối hàng thì sẽ móc hai chân móc vào chân móc cuối cùng. Sau đó các bạn cứ tăng dần lên cho tới cuối cái phần mép này. Thì các bạn sẽ đi móc một hàng viền và mình sẽ ráp vào cái phần thân này nhé. Thì trong quá trình tăng ấy, các bạn cứ vừa móc, các bạn vừa ướm thử vào cái đầu mũi dày này cho nó ôm vừa thì mình sẽ móc tiếp. Chứ đừng móc một lèo xong rồi sai để các bạn lại mất công các bạn phải tháo. Cứ vừa móc mình vừa ướm thử vào chiếc giày để mình móc rồi mình điều chỉnh sao cho cái phần thân của mũi giày này nó được ôm vừa với cái form giày của chúng ta. Thì cái mẫu này đây, mũi cuối cùng các bạn cũng móc vào đây cho mình hai mũi đơn. Cái mẫu này các bạn cũng có thể áp dụng cho cái loại đế rời mình mua về rồi mình cũng móc, thì các bạn sẽ móc miếng lót rồi móc phần thân, sau đó cũng lên 4 hàng ở phần thân cho mình, sau đó mới qua móc cái phần mũi này và rồi mình sẽ ráp vô cái phần thân. Thì cái quy tắc móc nó như nhau, nó chỉ khác là cái form giày là các bạn sẽ móc trực tiếp vào form thôi. Bỏ qua cái công đoạn ráp miếng lót vào với cái phần thân. Mũi cuối cùng lại thêm vào đây hai mũi đơn. Đó. Cứ vừa móc các bạn vừa ướm vào cái phần giày của mình nhé. Tương tự như vậy các bạn sẽ thực hiện cho tới khi đạt được chiều rộng và chiều dài tới cái phần viền này của form giày thì mình sẽ dừng lại. Khi móc được tới cái phần thân gần cuối này rồi, các bạn thấy cái khoảng cách của cái phần thân và cái phần thân mũi và cái phần thân của chiếc giày nó gần bằng nhau thì các bạn sẽ không tăng nữa
mà cái mũi cuối này các bạn sẽ chỉ móc một mũi, sau đó lên một bính quay ngược trở lại cách chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai một mũi bình thường, sau đó móc tương tự như vậy cho tới cuối hàng, không có tăng mũi nữa. Tới cuối hàng các bạn lại móc một mũi, sau đó lên một mũi bính quay ngược trở lại cách chân móc đầu tiên, móc vào chân móc số 2. Rồi tương tự như vậy các bạn lại móc cho tới cuối hàng, cho tới khi mình đạt được cái kích thước bằng tới cái mép này thì mình dừng lại nhé. Sau khi móc xong phần thân các bạn ướm lên tới đây rồi thì chúng ta sẽ đi móc một hàng viền. Chúng ta sẽ móc một hàng viền mũi đơn. Mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Các bạn móc hàng viền mũi đơn nhé. Viền xong tới mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ráp cái phần thân này vào phần thân giấy. Các bạn sẽ đặt này, mình sẽ sử dụng kim đánh dấu. Mình ghim hai cái mũi này vô với nhau. Ghim mũi giày này. Ghim phần thân bên đây. Các bạn sẽ kéo chỉnh. Ghim thêm một ghim ở phần đầu này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi chúng ta ráp hai cái phần này lại với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng mũi trượt để chúng ta ráp, kéo cái phần mũi này qua cái phần thân. Lên một bính. Bây giờ cứ một mũi của cái phần thân này với một mũi của cái phần thân trên đầu mũi giày này, chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Cứ một mũi của phần thân với một mũi của phần thân móc, chúng ta ráp lại thành một mũi trượt. Một mũi của phần thân này, một mũi phía bên kia, kéo qua. Một mũi ở dưới, một mũi ở trên. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ ráp đi vòng qua bên đây cho mình nhé. Sau khi ráp xong các bạn sẽ luồn tay vào mình điều chỉnh cái phần thân của cái đầu mũi giày này. Như vậy là mình đã ráp xong hoàn thiện cái phần đầu mũi giày vào với cái phần thân của chiếc giày rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi, đốt cái đầu sợi này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi móc cái phần gót. Thì hồi nãy các bạn kết thúc hàng ở mặt bên ngoài này. Đây, sợi dây đánh dấu ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc ngược lại từ phía bên trong này ra. Và các bạn sẽ canh này. Canh, mình sẽ canh cái khoảng cách từ cái phần thân này cho tới cái phần mép này. Ở đâu thì mình sẽ móc bắt đầu mũi ở đó. Để mình móc cái phần gót giày nó được đẹp.
sau đó móc cho mình mũi đơn sang chân móc bên cạnh. Tương tự như vậy, mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn, vòng từ phía bên đây qua bên đây và các bạn cũng canh này. Cái khoảng cách ở đây thì chúng ta sẽ lấy ở chỗ này, chúng ta cứ móc vòng qua vòng qua, vòng qua vòng lại, móc qua phía bên đây cho tới cuối rồi nè, thì các bạn sẽ quay ngược trở lại, không lên bính nhé, quay ngược trở lại móc vào chân móc bên cạnh một mũi đơn, là mình giảm mũi ở đầu hàng á. Rồi lại móc tương tự như vậy qua tới cuối hàng phía bên kia. Đó, chúng ta giảm được một mũi ở đầu hàng này. Tới cuối hàng thì chúng ta sẽ không móc hết mà chừa lại một mũi cuối cùng này, chúng ta không móc, quay móc mũi cuối cùng xong quay ngược trở lại, chúng ta lại cách một chân móc, móc vào chân móc tiếp theo một mũi đơn là mình lại giảm một mũi ở hàng tiếp theo. Rồi cứ tương tự như vậy, các bạn móc vòng qua móc vòng lại cho mình. Quy tắc giảm mỗi đầu hàng và cuối hàng mình sẽ giảm một mũi, giảm một mũi như vậy các bạn sẽ móc lên cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hàng nhé. 6 hàng các bạn cứ móc vòng qua vòng lại theo cái quy tắc giảm, tăng và giảm ở đầu và cuối mỗi hàng. Thì mình đã hoàn thiện xong được cái phần móc gót cho cái chiếc giày này. Đây, nó sẽ giảm dần như thế này. Sau khi đã móc được phần gót lên, chúng ta sẽ cắt sợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi móc một hàng nối xung quanh từ cái phần thân đầu này, vòng qua phần gót, vòng qua phần thân và kết thúc ở đây. Mình sẽ móc bắt đầu, mũi bắt đầu ở cái phần à, thân trên của chiếc giày này nha. Mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Hơi khó cầm. Mỗi một chân móc các bạn sẽ móc một mũi đơn và các bạn sẽ kẹp cái phần sợi thừa này theo cho mình. Hơi khó điều khiển kim một chút. Rồi sau đó các bạn lại móc tiếp vào cái phần thân này. Tương tự như vậy, các bạn sẽ móc vòng từ bên đây đi qua phần gót và sang phần thân phía bên kia cho mình. Đó, các bạn cứ móc vòng xung quanh như vậy toàn bộ bằng mũi đơn, đi qua tới bên đây, vòng qua bên đây và kết thúc ở đây nhé. Cứ tương tự như vậy các bạn móc cho tới khi hoàn thiện vòng qua phía bên đây, rồi mình sẽ hướng dẫn vào phần tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.